Chào các bạn, hôm nay mình làm cái video này để nói sơ, giới thiệu sơ qua về cái công việc hiện tại mình đang làm và mang về cái thu nhập chính cho mình để lo cho gia đình và con cái của mình. Đó là cái công việc, đó là công việc là chuyên lắp đặt, thi công và lắp đặt camera wifi ở này nội bộ cho khách sạn các bạn nhé. Nó gọi tắt, gọi chung là điện nhẹ cho công trình. Mình thì hiện tại đang ở Nha Trang, thì mình làm rất là nhiều khách sạn, nhà hàng cũng như quán ăn cũng như nhà phố, thì tất cả các công trình, nếu mà nơi nào có nhu cầu camera hay là nhu cầu về tổng đài wifi thì mình đều chào hàng và thi công và lắp đặt hết. Hiện tại mình đang là kinh doanh truyền thống thôi. Thì ở Nha Trang các bạn biết rồi, cái nhu cầu về khách sạn, nhà ở nó rất là lớn. Chính vì vậy nên là công ty mình hiện tại đang đi là đúng hướng là thi công camera và wifi. Thì các bạn nào mà nếu có nhu cầu mà làm camera wifi thì liên hệ với mình nhé. Nên mình nói sơ qua về cái lĩnh vực mình đang làm. Thứ nhất, camera thì nó có là nhiều dòng camera, camera IP hoặc là camera analog, gọi là có dây hoặc không có dây. Và IP thì nó cũng có loại IP có dây các bạn nhé. Còn tổng đài nội bộ thì nói sơ cho các bạn là nó bao gồm là các bạn hay đi khách sạn thì các bạn hay bấm gọi cho lễ tân ở những cái điện thoại con trên đầu giường á, thì mình thi công những cái hệ thống như thế. Còn wifi tầng thì các bạn biết rồi, bây giờ wifi nó còn xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Đấy. Thì mỗi người chúng ta thì cần có những cái thu nhập chính và cái thu nhập phụ của mình để đảm bảo cái tài chính của mình nó không bị trục trặc. Thì chúng ta ít nhất phải có 3 nguồn thu nhập. Thì hiện tại là mình đang trong quá trình hoàn thiện thôi, để cho mình có những cái nguồn thu nhập thụ động. Và thu nhập nó phải đến từ nhiều nguồn khác nhau, để cho cái này nó không có tốt thì có cái khác nó gắn, để nó phát triển một cách đều đặn. Chứ các bạn mà chăm chăm vào lương, chờ lương thì thực sự là nó rất là mệt mỏi nha. Nếu các bạn mà có gia đình rồi á, như mình có gia đình rồi, thì trước kia thì mình không có cái tư duy như thế này nên là nó rất là vất vả luôn. Bởi vì trước khi lấy vợ thì mình làm bao nhiêu mình xài hết, mình tiêu hết, chưa kể là mình tùm lum thứ hết. Thì sau khi có vợ có con rồi mình mới thấy nó rất là vất vả nha các bạn. Chính vì vậy nên nếu các bạn trẻ mà nghe được cái video này á, thì các bạn cần phải tiết kiệm ngay từ bây giờ. Nếu các bạn từ 20 đến 30 tuổi là mình nên tiết kiệm để tập đầu tư, tập tìm những cái nguồn thu nhập cho mình. Chứ nếu không là các bạn sau này các bạn có gia đình thì nó rất là vất vả nha. Đó là mình nói chân thành luôn á, như mình là rất là vất vả. Thì mình làm cái video này là chủ yếu để mong cho các bạn có cái tư duy nó tích cực hơn. Rồi mình từ đó mình tìm thêm những cái nguồn thu nhập cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình. Thì tài chính nó rất là quan trọng trong cái gia đình. Thì cách làm sao để chúng ta có nhiều nguồn thu nhập. Thứ nhất là các bạn đang làm công ty, thì đó là một cái nguồn thu nhập mà thu nhập cố định. Thì các bạn phải giữ nó để nuôi những cái kênh kiếm tiền phụ cho các bạn. Kiếm tiền online, kinh doanh online, hoặc là đầu tư những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà mình nói thật nha, nếu mà ít tiền thì chúng ta không nên đầu tư chứng khoán nha các bạn. Các bạn đừng có nghe những cái video mà người ta kêu các bạn là kiếm tiền thụ động từ đầu tư chứng khoán hay gì đó là không nên nha. Nếu các bạn có nhiều tiền thì các bạn đầu tư vào bất động sản, thì đó là mình thấy nó là thông minh. Bởi vì bất động sản ở Việt Nam chỉ có lên, thực sự mình nói chỉ có lên, không có xuống. Còn nếu mà các bạn đầu tư cổ phiếu, mình có một thời gian mình vẫn có đầu tư cổ phiếu, nhưng mà bởi vì cái lượng vốn của mình ít á, thì mình không có sinh ra lợi nhuận nhiều, và cổ phiếu mình thấy một năm nó chỉ khoảng, nó lên tầm khoảng 10% thôi, thì tính ra nó bằng với lãi suất ngân hàng thôi. Mà cái rủi ro nó vẫn có nha, có những là nó xuống luôn. Ví dụ như những cổ phiếu như Hoàng Anh Gia Lai như là nó xuống đó, chứ nó không có tăng lên đâu. Nên các bạn, nếu mà các bạn muốn đầu tư cổ phiếu là khi các bạn đã có nhiều tiền rồi, các bạn thoải mái về tài chính, thì nó là một thêm một cái nguồn thu nhập thôi. Và với mình đánh giá thì không nên, các bạn nên tìm những cái nguồn thu nhập thụ động khác. Chẳng hạn như nếu mà làm tự kinh doanh đó, thì các bạn có thể kinh doanh online, thiết kế website,
làm YouTube hay là làm những cái vấn đề liên quan tới online thôi. Còn nếu mà có nhiều vốn hơn thì chúng ta đầu tư quán cà phê, quán ăn, nhà hàng thì nó tạo thêm các bạn một cái nguồn thu nhập thụ động. Chứ các bạn đừng có chơi cổ phiếu, đó là mình nói chân thành luôn. Bây giờ mình đã từng chơi mà nó thực sự nó không mang lại cái, nếu nếu các bạn muốn tích cóp để dành tiền thì các bạn có thể chơi, còn nếu các bạn mà muốn lợi nhuận từ nó thì không có, đó là mình nói thật luôn là không có luôn. Bởi vì cái trượt giá của đồng tiền so với cái lợi ích từ cái lợi nhuận từ nó thì nó ngang ngang nhau à. Trừ khi các bạn quá hơn, các bạn đầu tư vào những cái mã cổ phiếu như của Vingroup hay là những cái Vietjet rồi nó trong thời giai đoạn nó phát triển thì cái cổ phiếu nó tăng rất là nhanh. Như Vietcombank là mình thấy vẫn chỉ có tăng 10% thôi. Thì ở mỗi chúng ta ai cũng có cần phải có một cái thu nhập, có ba cái nguồn thu nhập, đó là tối thiểu của một người. Ngoài cái thu nhập lương cứng, lương đi làm công ăn lương, thì chúng ta phải có hai cái nguồn thu nhập bên ngoài để đảm bảo cái tài chính của chúng ta nó không có bị trục trặc. Còn nếu mà các bạn chỉ có một cái nguồn thu nhập thôi, mình đảm bảo là các bạn rất là vất vả nếu mà lương các bạn không cao. Mà lương cao thì mình cũng rất là nhiều lần lương cao rồi nhưng mà cũng không ăn thua. Bởi vì người ta nói là lương các bạn bao nhiêu quan trọng, mà các bạn tiết kiệm được bao nhiêu mới là quan trọng. Các bạn tiết kiệm để dành cái đồng tiền đó nó đẻ ra đồng tiền khác mới là quan trọng. Mình làm video này để chủ yếu là để cho các bạn hiểu được rằng các bạn phải sớm có những cái tư duy đó đi, để sau này không phải vất vả như mình giờ vẫn còn rất là vất vả. Tại sao? Tại vì ngày trước mình có cái tư duy nó sai, thì bây giờ mình phải tư duy đúng. Không bao giờ là quá muộn hết, mình nghĩ không bao giờ là quá muộn hết, muộn còn hơn không. Bây giờ chúng ta cứ ngồi đó chúng ta khóc la rồi chúng ta cứ than vãn cuộc đời thì làm được cái gì. Và những người người ta có khuyên là bốn loại người chúng ta không nên tiếp xúc. Thứ nhất là người có tư duy tiêu cực, nhìn cái gì cũng khó, nhìn cái gì cũng có cũng than khóc rên cuộc đời, à tại sao tao khổ thế này, tại sao tao khổ thế kia, là những người không nên tiếp xúc. Bởi vì nó sẽ làm nó hút hết cái năng lượng tích cực của các bạn. Cái người thứ hai là cái người thâm hiểm. Thâm hiểm thì sao? Thì không biết lúc nào người ta quay lại người ta chơi mình hết á, thì các bạn cũng chỉ chơi qua đường thôi, đừng có tiếp xúc sâu, nó rất là nguy hiểm. Đó là hai trong bốn cái loại người mà chúng ta không nên chơi thân. Còn quy động vốn hay là các bạn muốn khởi nghiệp một cái gì đó thì các bạn phải nhớ những cái điều mình nói á, trong những cái video trước á. Đầu tiên là các bạn phải cần ý tưởng, cần nguồn hàng chứ không phải là cần tiền nhá. Rồi sau đó chúng ta mới cần tiền, chứ nếu mà chúng ta chưa có một cái tư duy đúng đắn về kinh doanh, chưa có một cái nguồn cái đầu ra cho sản phẩm thì chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện tiền. Bởi vì tiền nếu các bạn đưa cho các bạn 1 tỷ cũng hết thôi. Bởi vì chúng ta đã sai ngay từ ban đầu rồi, thì làm sao mà các bạn quy động vốn xong rồi các bạn làm gì với nó? Các bạn tiêu xài rồi các bạn sử dụng hết nó rồi các bạn hơi bị vất vả luôn ấy. Thì hôm nay mình làm cái video này để mục đích của mình là muốn cho các bạn có một cái tư duy nó đúng đắn. Nó đúng đắn ngay từ ban đầu thì sau này mình sẽ đỡ vất vả hơn. Bởi vì mình ngay từ ban đầu mình suy nghĩ nó không có đúng, nên sau này mình bây giờ mình mới vất vả. Mà đã sai rồi thì mình phải cố gắng để sửa sai và để thay đổi thôi, chứ đừng có ngại, đừng có gì hết á. Vì ai ai cũng có những cái sai sót trong cuộc đời á, ai cũng có những cái sai lầm á, các bạn phải phải đứng lên và làm ngay và luôn luôn. Mình có một cái suy nghĩ ngay bây giờ là mình muốn làm cái gì là mình sẽ làm ngay thôi.